Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn nhắc quý vị về tạp chí Quốc phòng đã được phát hành bởi TNP Channel và đây là tạp chí duy nhất đầu tiên của người Việt ở hải ngoại chuyên về tin tức quốc phòng, ghi nhận lại tất cả những biến cố, những hình ảnh, những uh, cuộc tập trận hoặc những cuộc đối đầu tại Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Quý vị nào muốn đặt tạp chí Quốc phòng vui lòng liên lạc qua địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at com trần nhật phong đạo diễn at com để biết thêm chi tiết và cũng cảm ơn bác sĩ trọng võ đã bảo trợ cho cái chương trình mà phát hành tạp chí của tnp channel mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với bác sĩ trọng võ qua số điện thoại 7145312020 7145312020 hoặc vào trang web là tnduocthao com T.N. dược thảo.com để biết thêm chi tiết cảm ơn bác sĩ trọng võ rất là nhiều và bây giờ như thường lệ chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết, Liên hệ Quốc cho biết họ sẽ ngăn chặn việc xây dựng một con đường nằm ở vùng đệm chia ra giữa vùng Cyprus. Bản tin mới nhất từ ở Cyprus cho biết thì cơ quan của Liên hệ Quốc cho biết họ sẽ cho ngưng lại việc xây dựng một con đường nằm chia rẽ giữa khu vực của Cyprus nơi mà Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus đã có sự tranh chấp và có một vùng đệm ở giữa ngay khu vực này. À, hệ thống của quốc tế cho biết họ sẽ ngăn chặn bất kỳ một cuộc xây dựng một con đường nào có thể vi phạm vào cái thỏa ước trước đây mà lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã cho biết như trên và lực lượng này được biết với tên là UFIP À, và con đường này được xem là vi phạm vào cái uh, thỏa thuận mà đôi bên đã từng uh, tạo ra trong đó tạo ra một vùng đệm ở giữa hai bên và ngăn cách hai bên hiện nay thì uh, phía của liên hợp quốc cho biết rằng là việc mà xây dựng con đường này nối liền ngôi làng gọi là asos ở phải khu vực do phía thổ nhĩ kỳ kiểm soát ở saipios và cùng với khu vực do phía của hy lạp kiểm soát là ngôi làng pila và gần như là nó nằm ở ngay trong cái khu vực được xem là buffer zone, tức là vùng đệm ở giữa đôi bên. Và điều này có thể sẽ dẫn tới một cái cuộc gọi là xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Do đó thì phía Liên Quốc cho biết họ sẽ cho ngưng lại việc xây dựng bất kỳ một điều nào liên quan tới vấn đề gọi là thỏa ước chia đôi mảnh đất của Cyprus. Đó là bản tin liên quan tới thờ... thế giới ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Hoa Kỳ ban lệnh cấm vận với hai nhân vật Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho quân lực lượng quân sự của dân quân của Syria và lãnh đạo của nhóm này. Bản tin từ Paris cho biết thì Hoa Kỳ trong ngày thứ năm đã ban lệnh cấm vận với hai cái căn cứ Syria dân sự về dân quân Syria và nhóm lãnh đạo của những người này bị cáo buộc là đã vi phạm nhân quyền và lạm dụng nhân quyền tại phía tây bắc của Syria, nơi được xem là đang có nhiều nhóm phiến quân tại đây. Nhóm này được điều hành ở tại khu vực thị trấn có tên là Afrin, đã bị nằm dưới sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2018, tiếp theo việc mà Ankara đã hậu thổ cho các cuộc chiến của nhóm dân quân tại đây. Và việc này đã nhắm vào lực lượng người khết và hàng ngàn người khết ở khu vực. Và Bộ Tài chánh cho biết là họ sẽ sử dụng cái cơ quan quản trị về vấn đề tài sản của nước ngoài nhắm vào à, hai nhóm thứ nhất là Sumensa Piquet và nhóm thứ hai là the ra Division và cả hai nhóm lãnh đạo này à, gồm có lãnh các lãnh đạo là Mohammad Husan Al Jassim và Walid Husen Al Jassim cũng như là Saif Abu Abuba. Những nhân vật này đã bị cấm vận sau khi mà bị cáo buộc là hỗ trợ cho nhóm dân quân tại đây có những hành động được xem là vi phạm nhân quyền và trong đó nhắm vào lực lượng người khết và các cư dân người khết ở khu vực phía tây bắc của Syria. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Đồng thời trong ngày hôm nay thì Hoa Kỳ cũng đã ban lệnh cấm vận với lại phía của Nga trong việc mà đầu độc nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny Bản tin mới nhất từ Washington cho biết thì Hoa Kỳ trong ngày thứ năm đã ban lệnh cấm vận và cấm giới giới vậy cũng như giới hạn visa của ha. ít nhất là bốn nhân viên tình báo của Nga bị cáo buộc là liên can trực tiếp tới vụ đầu độc năm 2020 nhắm vào nhà lãnh đạo đối lập là Alexei Navalny theo uh, tin cho biết và một uh, nhà chính trị gia của Nga và một à, điều tra viên đầy tham nhũng một trong những đồng minh thân cận của ông vladimir putin bộ tài chánh và các cơ quan quản trị về tài sản nước ngoài đã ban lệnh cấm vận với lại alexi alexandrov à, người thứ hai là kostanin kuzasev và người thứ ba là ivan Osipov và người thứ tư là vladimir paya à, tất cả bốn người này đều là nhân viên bậc phụ của nga được biết tới với cái tên gọi là fsb và họ đã được xem là, là là có tiền thân là cơ quan KGB trước đây và Pajaf được xem là một trong những nhân vật đã cầm đầu trong cái vụ mà đầu độc ông Davani và những người khác là các viên chức là nằm trong cái viện đối phó tội phạm của tổ chức mật vụ FSB là tề là có hậu thân của cơ quan KGB ông Navani đã cảm thấy yếu khi mà ông bay từ Moscow à, từ Siberia tới à, thành phố gọi là Tom trong tháng 8 năm 2020 và đã được đưa vào bệnh viện sau khi mà có một cái cuộc đáp khẩn cấp tại on và tại đây ông ta đã được chuyển tới Berlin nơi mà ông ta được điều trị ở trong bệnh viện và bị à, và đã phục hồi và chính quyền Hoa Kỳ cho biết là họ tin rằng cơ quan mật vụ đã sử dụng cái à, thuốc độc để đầu độc ông ta. Đây được xem là một trong những lệnh cấm vận mới nhất nhắm vào những nhân vật liên quan tới vụ đầu độc nhà lãnh đạo đối lập Navalny năm 2020. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã đồng ý gửi các F-16 tới Ukraine thông qua Đan Mạch và Hòa Lan. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã chấp thuận à, gửi các F-16 qua một quốc gia thứ ba à, là Đan Mạch và Hòa Lan giữa lúc mà đang có cái việc hoàn tất huấn luyện các à, phi công cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao là Anthony Blinken đã đưa ra lời bảo đảm trong một lá thư gửi ra ngày thứ năm cho các đối tác Đan Mạch và của Hà Lan và hãng thông tấn Reuters đã nhìn thấy tôi viết lá thư này đặc biệt cho biết Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ việc chuyển các F-16 tới Ukraine và việc à, huấn luyện cho các à, phi công của Ukraine có thể lái được tất cả các F-16 đó là một trong những lời phát biểu của ông Blinken đã viết trong lá thư và hãng thông tấn Reuters đã nhìn thấy và hiện nay thì à, Ukraine đã có thể có khả năng tự bảo vệ cho họ chống lại sự bức hại của Nga và vi phạm chủ quyền của Nga ông Blinken nói thêm và phía Ukraine đây hiện nay đang tìm cách có được F16 từ Hoa Kỳ và một số quốc gia tây phương để giúp họ có thể đánh lại tất cả các cái uh, trận tấn công của Nga và trong thời gian gần đây uh, và uh, ngày thứ tư thì viên chức của Ukraine đã lên tiếng cho biết là không biết chừng nào họ sẽ nhận được các chiếc máy bay này và chúng tôi uh, không thể đánh bại được uh, ở chúng tôi không thể bị đánh bại ở Ukraine nếu có F16 và trong cái mùa thu và mùa đông sắp tới đó là một trong những phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine đã phát biểu trên đài truyền hình và trước đó trong tháng này thì Washington Post cho biết rằng có thể sẽ mùa hè năm tới sẽ sẽ có những cái chiếc máy bay được chở tới Ukraine tuy nhiên thì ông tổng thống Joe Biden đã cho biết là họ có thể giúp cho Ukraine có được các chiếc F16 sớm hơn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay bắc hàn đã bị chỉ trích mạnh mẽ về việc cố tình xây dựng vũ khí giữa lúc mà người dân nước này đã bị tổn thương bắc hàn đã bị cáo buộc bởi hội đồng bảo an liên hợp quốc vào ngày thứ năm khi mà họ chi rất nhiều những chi phí cho cái chương trình nguyên tử của họ trong lúc mà người dân đang bị nạn đói và thiếu những cần thiết Volker cơ thất được xem là chủ tịch của quỹ hội nhân quyền liên hợp quốc à, đã nói với hội đồng bảo an là những người dân sinh sống tại nước Cộng hòa Bắc Hàn đã đặc biệt đã có những cái hành động bị bức hại về chính trị giữa lúc mà điều kiện kinh tế quốc gia này tệ hại và đồng trang, trong đó luôn cả tình trạng gọi là lạm dụng nhân quyền tăng cao. Có rất nhiều những vụ vi phạm và tôi có thể nói một cách trực tiếp và trong đó gia tăng rất nhiều cái lực lượng quân sự hóa ở trong cái nhà nước quân sự của Bắc Hàn và ông chỉ ra cho thấy tình trạng cưỡng bức lao động... À, bao gồm luôn cả trẻ em và trong đó họ phải hỗ trợ cho tất cả những cái cần thiết cho giới quân sự và phải giúp cho phía giới quân sự này xây dựng tất cả các hệ thống vũ khí của họ và trong cuộc điều trần đã được yêu cầu bởi Hoa Kỳ lần đầu tiên trên Hội đồng Bảo an Liên Quốc trong vấn đề nhân quyền của Bắc Hàn trong 6 năm qua diễn ra giữa lúc mà Bình Nhưỡng đang chuẩn bị là sẽ thử nghiệm các hỏa tiễn của họ bao gồm luôn hỏa tiễn nguyên tử có thể sẽ diễn ra trong tương lai và trong việc mà À, cuộc họp này thì nhà ngoại giao của 50 quốc gia bao gồm luôn cả đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Liên Quốc là bà Linda Thomas Greenfield đã lên án gây gắt hành động lạm dụng nhân quyền của nhà nước Bắc Hàn và trong đó đã dùng tất cả những uh, tài chánh và kinh tế của quốc gia để xây dựng hàng loạt các loại vũ khí giết người hàng loạt và các cái uh, việc phát triển về hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia. Đây được xem là một trong những cái uh, lời lên án gây gắt của Liên Hợp Quốc nhắm vào phía của Bắc Hàn. Elizabeth Sherman được xem là một trong những uh, văn phòng nhân quyền của Liên Quốc <laughs> đặc trách về Bắc Hàn cho biết là từ lâu nay gần như <cười> <cười> quốc gia này đã có hành động rất là dã man để bức hại người dân của họ và đồng, đồng thời quốc gia này cũng đang đối diện với tình trạng thiếu hụt trầm trọng về thực phẩm. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Quốc lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua đã lên án gây gắt hành động vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, đài cánh tả CNN đã đặt câu hỏi với tòa Đốc về việc thúc giục các nạn nhân ở Maui là dùng trang website của cơ quan FEMA. Sứ ngôn viên đài truyền hình của CNN là Sarah Seidner đã đặt câu hỏi với Karin Jean-Pierre vào ngày thứ Năm sau khi và Người phát ngôn viên của tòa ốc thúc giục những nạn nhân ở Maui trong nạn cháy rừng này là phải giữ sử dụng trang website của cơ quan FEMA và đường phone để mà yêu cầu giúp đỡ hoặc là có những cái tình trạng gọi là gặp khó khăn. Trên 100 người đã bị thiệt mạng trong vụ cháy rừng này và thống đốc George Green của đảng Dân Chủ ở tại Hawaii lên tiếng cảnh cáo là sẽ có thêm những thi hại được phát hiện và ông Joe Biden trong khi đó đã bị chỉ trích là ông ta đã đi nghỉ mát ở bờ biển ở Delaware và nói với các thông tin viên rằng ông ta không có ý kiến trong cái tình trạng tại Maui và giữa lúc mà đang có sự chỉ trích thì John Pierre lên tiếng nói rằng Joe Biden đã thành lập một cái hệ thống giúp đỡ ở địa phương ở tiểu bang và cấp liên bang trong đó thì bà ta nói rằng là tổng thống đã có thái độ rất nghiêm túc và quý vị đã nghe từ cơ quan FEMA và cái cơ quan quản trị này trên 600 cá nhân và nhân viên đã có mặt dưới mặt đất sẵn sàng cung cấp 2.3 triệu mỹ kim cho những uh, giúp đỡ cho những gia đình và những người tại Maui, Hawaii những người đang tìm uh, kiếm sự giúp đỡ của cơ quan FEMA vui lòng gọi số điện thoại là 1-800-621-FEMA hoặc vào trang web là go uh, uh, assistant gov Chúng tôi sẵn sàng ở đây giúp đỡ và cơ quan cũng sẽ uh, FEMA cũng sẽ giúp đỡ cho quý vị. Tuy nhiên thì uh, <laughs> lời phát biểu này được đưa ra thì đã bị đài truyền hình cnn bắt bẻ bà bà Jean pierre khi mà nói rằng quý vị đang nói về con số điện thoại quý vị đang nói về vấn đề ghi danh chúng tôi hiểu được tuy nhiên gọi số điện thoại này hay là vô trang website điều lớn nhất ở đây là không có điện làm sao có được cái uh, dịch vụ này họ không có điện và kể cả hệ thống cell phone của họ cũng không có thể uh, liên lạc được họ đã bị giới hạn rất nhiều trong giai đoạn này và cơ quan FEMA làm cách nào giúp đỡ được cho họ trong khi họ không có điện thoại để liên lạc và ở khu vực mặt đất này cũng không có điện thì làm sao có thể đi vào trang web của cơ quan FEMA? Đây là câu hỏi của CNN đưa ra và trong đó thì Jean-Pierre chống chế bằng cách nói rằng cơ quan FEMA đã có nhân viên dưới mặt đất và làm tất cả những gì họ có thể làm. Đây được xem là lời chống chế của Jean-Pierre sau khi đưa những thông báo ra mà thiếu một điều quan trọng nhất là khu vực này không có điện thì không có điện không thể dùng computer không thể chạc phone để có thể liên lạc với cơ quan FEMA được thì họ phải làm cách nào để liên lạc đây được xem là một câu hỏi của CNN đã đặt ra với tòa bạch ốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay quỹ ban Tư pháp tại Hạ viện đã tống trác cho ông Christopher Ray của FBI và ông Merrick Garland Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện là ông Jim Jordan cho biết là ông sẽ gia tăng cuộc điều tra về việc chính quyền đã cấu kết với các cơ quan truyền thông xã hội để mà kiểm duyệt và tất cả những người đối lập. Trong đó họ sẽ tống trác cho giám đốc cơ quan FBI là Christopher Ray và Bộ trưởng Tư pháp là Merrick Garland. Việc tống trác này diễn ra sau khi họ nói rằng là những người này đã không đáp ứng một cách tình nguyện trong việc hợp tác với quỹ ban giám sát và trong đó quỹ ban tư pháp cần phải hiểu rõ thêm câu chuyện và quỹ ban này cho biết là họ đã từng yêu cầu hồi tháng tư chỉ ra cho thấy là có tình trạng gọi là à, ngăn chặn chuyển tất cả những cái à, hồ sơ từ FBI và đặc biệt liên quan tới một nhân viên của FBI có tên là Evis Chen từ uh, trong cái vụ án mà Missouri và Joe Biden trong vật mà vấn đề gọi là uh, vụ án mà liên quan tới uh, tiểu bang Missouri đã kiện các chính quyền của liên, uh, liên bang của Joe Biden đã có hành động kiểm duyệt về uh, thông tin trên mạng xã hội và cái đơn kiện này đã chiến thắng và một quan tòa tại Louisiana đã đưa ra phán quyết buộc chính quyền của Joe Biden là không thể tiếp xúc với bất kỳ một nhân viên nào trên à, của các công ty truyền thông xã hội và trong đó <laughs> ngăn chặn tất cả việc liên lạc và à, bao gồm luôn và cả việc mà khiến cho nhiều người đã bị à, xóa bỏ các comment và các cái lời phát biểu của họ trên mạng xã hội và John à, và nhân vật Evan Chen này đã bị à, bộc lộ và đã bị à, phanh phui từ cái tập hồ sơ Twitter file và kể cả cái tập hồ sơ gọi là Facebook file của ông Jim Jordan trong đó cho thấy rằng văn phòng của FBI đã có sự cấu kết với các công ty Big Tech. và trong cuộc điều tra này quỹ ban phát hiện được bằng chứng cho thấy rằng là nhân viên Evigen trong lúc phỏng và thẩm vấn họ đã không nói sự thật và họ cả không có sự thiện chí hợp tác về những việc mà họ đối thoại với các công ty truyền thông xã hội theo tường trình của quỹ ban tư pháp cho biết như trên và chúng tôi cần biết thêm những chi tiết này từ ông bộ trưởng tư pháp là Merrick Garland và giám đốc điều hành cơ quan FBI tức là ông Christopher Ray cũng là ông chủ của ông Elvis Chen. Đây được xem là một trong những cách khác mà phía Hạ viện sẽ tống ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Đồng thời, Ủy ban Tư pháp Tạ viện cũng đã tống trác cho cơ ngân hàng Citibank trong việc mà họ đã cố tình xe dữ liệu cho cơ quan FBI một cách bất hợp pháp. Ủy ban Tư pháp qua viện đã tống trác cho ngân hàng Citibank về chi tiết mà họ cung cấp cho cơ quan FBI các cái việc chuyển ngân của khách hàng. Dân biểu Jim Jordan, chủ tịch của ủy ban đã đưa ra cái chat uh, này và yêu cầu cơ quan FBI, uh, xin lỗi quý vị, uh, ngân hàng FBI, uh, ngân hàng Citibank và FBI liên quan tới biến cố ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Trong đó thì Citibank đã lên tiếng và yêu cầu cả Bank of America và Citibank cũng như một số ngân hàng khác là phải tình nguyện cung cấp cho nhân viên công lực danh sách chuyển ngân ở tại Washington DC trong thời gian họ mô tả là có sự bạo động và ông Jim Jordan đã yêu cầu tất cả các ngân hàng này bao gồm cả JP Morgan Bank, uh, BNC Financial Service Trust Financial US Bank Corp, Wells Fargo là phải tình nguyện chuyển giao tất cả những cái mẫu đối thoại những biên bản những văn bản mà họ đã làm việc với FBI chúng tôi sẽ tìm ra một cái cuộc điều trần và báo động điều này đó là lời phát biểu của ông Jim Jordan và dân biểu Thomas Massey của đảng hòa tại Kentucky trong đó họ nhắm vào tiểu quý ban tập trung vào việc cáo buộc từ một lá thư gửi cho cái ngân hàng JP Morgan và theo tường trình của một cựu nhân viên chức của fbi bất kỳ một cái tiến trình pháp lý nào với tất cả các ngân hàng phải cung cấp đầy đủ tất cả những chi tiết này đặc biệt là cái quyền lực của fbi khi mà can thiệp với các ngân hàng đòi tìm hồ sơ chuyển ngân của cái vụ là ngày 6 tây tháng 1 và trong đó thì bà uh, Bank of America đã không lên tiếng uh, bác bỏ tất cả những cáo buộc của whistleblower là họ đã tình nguyện cung cấp một số chứng từ cho cơ quan FBI để mở cuộc điều tra nhắm vào những người có mặt ở ngày ở cái điện Capitol Hill vào ngày uh, ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới cái vụ án của Tổng thống Trump đầu tiên hết là cựu Chủ tịch của Hạ Viện, ông Newt Gingrich lên tiếng và nói rằng chính bà biện lý Willis đã à, vội vã để che đậy tất cả những lỗi lầm của ông David West, người điều tra về Hunter Biden. Biện lý của quận... À... Full County là Fanning Willis và có thể đã bị áp lực bởi Washington để thúc đẩy việc mà tìm cách nhanh chóng kết án và truy tố cựu tổng thống Trump và 18 đồng minh theo tường trình của cựu chủ tịch hạ viện là ông Neil Chandler. Tôi có thể nói rằng trong ngày thứ sáu mọi người ở Washington đều gọi cho cái văn phòng Atlanta và nói rằng, hey chúng ta cần phải có một cái bản cáo trạng vào ngày thứ hai. Đây là lời phát biểu của ông Newt Gingrich chỉ ra vào cuộc phỏng vấn mới nhất và trong đó diễn ra sau khi mà ông Bộ trưởng Tư pháp là Merrick Garland đã buộc phải quay trở lại với lời cam kết của ông ta và trong đó cho phép ông David West, một công tố viên của Liên bang đã trở thành một công tố viên độc lập và công tố viên đặc biệt để điều tra về hồ sơ của Hunter Biden chúng ta ta thấy rõ ràng có sự che đậy về những cái lỗi lầm mà từ ông West đã dạy, đã xảy ra và bây giờ bà bà này xuất hiện kịp thời và bà ta sẵn sàng sẽ thúc đẩy và bà ta bị áp lực bởi Washington và những bộ thẩm đoàn của chúng tôi không thể quay lại ngày thứ ba. Họ nói rằng à, họ không nghe tôi à, chúng ta à, họ nói rằng là bà không nghe tôi nói à. Chúng ta phải và bà phải có một bản cáo trạng vào ngày thứ hai và bà ta trả lời well à, chúng ta sẽ có mặt và sẽ có bản cáo trạng trước buổi chiều. Đây là lời phát biểu của ông Newt Gingrich đã đưa ra và trong đó rõ ràng là có áp lực từ Washington để che đậy tất cả những cái cuộc điều tra được xem là thất bại và sự thỏa hiệp của ông David West với lại Hunter Biden và điều này chúng ta thấy rõ là có sự bao che của Washington nhắm vào cái trường hợp của Hunter Biden và sử dụng bà và... Fanny Willis là biện lý của Atlanta để tìm đủ một cách nhanh chóng đưa bản cáo trạng của ông Trump ra sớm hơn nhằm có thể chữa, sửa chữa cái lỗi lầm của ông David Wicks. Đây được xem là lời cáo buộc mạnh mẽ của ông Neil Chindrick vốn là người chủ tịch của Hạ viện trước đây và ông cũng là người đã thực hiện tiến trình đàn hạch với lại Bill Clinton. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới gia đình của Joe Biden ngày hôm nay, Ông Comer lại tiết lộ một chi tiết mới và trong đó ông đã tống thư cho cục lưu trữ quốc gia yêu cầu cung cấp các chứng từ liên quan tới những cái giao dịch liên lạc và gặp gỡ của ông Joe Biden trong thời gian ông ta là phó tổng thống và đặc biệt là ở ta, liên quan tới trường hợp của con trai ông ta hoạt động tại Ukraine với một cái bút hiệu gọi là Robert Peter, Robin Ware hay là JAB Ware. Đây là những cái bút hiệu mà được cho là của ông uh, Joe Biden trong lá thư gửi cho cơ quan nara tức là cục lưu trữ quốc gia và người đứng đầu cơ quan này là colin shogun đồng thời cũng đã yêu cầu những cái chứng từ à, liên lạc giữa hunter biden eric swearing và hay là Devon Asher với một bản copy trong đó đầy đủ tất cả những lời phát biểu của ông Joe Biden ở tại cái quốc hội của Ukraine gọi là Rada ngày 10 vào tháng 12 năm 2015. Ông Comber đã viết lá thư này với tinh thần là đứng đầu của ủy ban giám sát và trong đó tìm hiểu về tất cả những cái mối quan hệ của ông Joe Biden Hunter Biden với lại công ty Burisma tại Ukraine và theo bản báo cáo thì nó sẽ dựa trên một cái email có cái tựa đề là Friday schedule, uh, Friday schedule call tức là cái thẻ uh, lên lịch vào ngày th thứ sáu và trong đó theo bản tin cho biết thì nó có thể những tài liệu này có mặt ở trong cái uh, website của cục dự trữ cục lưu trữ liên bang và trong đó à, vào 9 giờ sáng ngày 27 tây tháng 5 năm 2016 thì phó tổng thống đã có cú điện thoại với tổng thống của Ukraine thời điểm đó là ông Petro Poroshenko và đây gây ra sự lo ngại của ủy ban. Tuy nhiên thì <laughs> tập tài liệu này đã được đưa ra với cái bút hiệu là Robert L Peter à, và ủy ban nha xác nhận rằng có thể đây là cái bút hiệu của ông phó tổng thống Joe Biden và theo tường trình của prep bác cho biết thì quỹ ban giám sát đã nhìn thấy được cái tập tài liệu này và trong đó họ tống ra và yêu cầu phải cung cấp tất cả những tài liệu này trước ngày 31 tây tháng 8. bất kỳ một cái hồ sơ tài liệu nào đối thoại giữa ông phó tổng thống joe biden trong đó bao gồm luôn cả gửi nhận hoặc bản copy và bao gồm luôn những nội dung trong tất cả những cái tập tài liệu đối thoại này và bao gồm nhưng không giới hạn với những cái tên bút hiệu gồm có robert pinder rồi Robin RobinWare và J. A. B. Ware bất kỳ một tập tài liệu đối thoại nào mà Hunter, Eric Wearing hay là David Von Aser bao gồm luôn tất cả những người gửi, người nhận, bản copy hoặc là những cái nội dung liên quan tới những cái cuộc đối thoại này và tất cả phải được diễn ra từ ngày 1 tây tháng 11 năm 2015 cho tới ngày 9 tây tháng 12 năm 2015. Lúc đó, ông Tổng thống Joe Biden đã có sự phát biểu ở tại Quốc hội của Ukraine trong ngày 9 tây tháng 12 năm 2015. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất như vậy. Thì có một số những văn bản được gửi ra mà Joe Biden đã sử dụng những cái bút hiệu mà những bút hiệu này được biết với tên là Robert Peters hay là Robin Ware hoặc là j R. Ware. Đó là một trong những chi tiết mới nhất trong cuộc điều tra của Hạ viện. Cùng một lượt thì Luật sư của cựu Tổng thống Trump tìm kiếm cái phiên tòa xét xử ông trong các cái trường hợp liên quan tới liên bang về cuộc bầu cử vào năm 2026. Luật sư của Tổng thống Trump đã yêu cầu quan tòa liên bang ngày tối ngày thứ Năm là đưa ra cái tháng 4 năm 2026 để xét xử về các cáo buộc liên quan tới cựu Tổng thống Trump trong cái gọi là âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Và <laughs> việc mà đưa ra cái ngày này được xem là đầy kịch tính cho cái uh, vấn đề sau khi mà Bộ Tư pháp đề nghị là sẽ đưa ra cái phiên tòa này ngày 2 tây tháng 1 năm 2024 và quan tòa có tên là Tanya Chu người sẽ đã chuẩn bị là đưa ra cái lịch để mà xét xử vào ngày 28 tây tháng 8 sắp tới đây, tức là trong cái cuộc điều trần ngày 2, 28 tây tháng 8, bà ta sẽ lắng nghe cuộc điều trần của luật sư đôi bên trước khi mà đưa ra cái ấn định ngày xét xử với tổng thống Trump. Đây được xem là một trong những cái đòi hỏi mới nhất của luật sư cựu tổng thống Trump và đòi phiên tòa này phải được xét xử vào năm 2026. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là quan tòa phụ trách vụ xét xử về tập tài liệu mật mà Tổng thống Trump đã lưu trữ ở Malago cho biết bà đã hủy bỏ cuộc điều trần ngày 25 tây tháng 8 và sẽ dời lại một cách vô thời hạn quan tòa đặt trách về cái việc xét xử tập tài liệu mật của cựu tổng thống Trump tại Mar-a-Lago đã hủy bỏ một cái cuộc điều trần vào ngày 25 tây tháng 8 và sẽ dời lại vào một cái thời gian khác biệt mà bà cho rằng đang diễn ra trong tinh thần gọi là đầy cà nhạy cảm và với những vấn đề liên quan tới an ninh đồng thời có thêm những cái lo ngại về những tập tài liệu được phát hiện theo tường trình cho biết quan tòa có tên là Alin Cannon vốn là một cựu công tố viên của liên bang đã được đề cử bởi tổng thống trump năm 2020 đang bị chỉ trích bởi một số những chuyên gia pháp lý của dân chủ cho rằng bà đã có tinh thần thân ông trump vào tuần trước thì bà cannon đã ra lệnh cho hai phía là phải nộp tất cả các cái yêu cầu của ông công tố viên Jack smith trong việc mà gọi là có cái tiến trình về pháp lý đầy đủ để nộp lên trước khi mà bà, bà đưa ra quyết định về vấn đề cáo trạng này và công tố viên đặc biệt đã không đáp ứng được tất cả những điều này và trong đó thì trong đó thì bà Canon cho biết là <laughs> trong năm tới sẽ là cuộc bầu cử và nó có nhiều vấn đề tế nhị và nhạy cảm và không nhất thiết là phải xét xử trong giai đoạn này do đó bà đã hủy bỏ cuộc điều trần ngày 25 tây tháng 8 để quyết định cái ngày xét xử cựu tổng thống Trump như thế nào và hiện nay nó được dời lại một cách vô thời hạn đây được xem là một trong những quyết định của bà tòa uh, canon đã đưa ra ngay sau khi mà Jack smith yêu cầu là phải có cái cuộc điều cái cuộc xét xử này trước khi chấm dứt cuộc bầu cử sơ bộ tại hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay <laughs> Và cũng liên quan tới cựu tổng thống Trump ngày hôm nay, lần đầu tiên đài Radio cánh tả NPR và phối hợp với Marist cho thấy các cử tri độc lập đều chọn ông Trump hơn là Joe Biden. 48% các cử tri độc lập nói rằng họ chọn ông tổng thống Trump, à, cựu tổng thống Trump hơn là ông tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024 theo cuộc thăm dò mới nhất của đài Radio cánh tả NPR và Marist College Survey cả hai đều thực hiện một cái cuộc thăm dò trong đó gần như là 47% và 46% là favor trong trăm tức là trên một điểm. Tuy nhiên nếu mà xét về khối cử tri độc lập thì ông Trump dẫn trước ông Joe Biden tới 8%. À, cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14 tây tháng 8 với 1.220 người trưởng thành được loan báo <laughs> ngay sau khi mà ông Trump đã có một bản cáo trạng và cuộc thăm dò này cho thấy 52% người Hoa Kỳ nghĩ rằng là ông Trump nên rút ra khỏi cuộc bầu cử 2024. Trong khi đó thì đảng cộng hòa 78% và 49% các khối cử tri độc lập nói rằng ông vẫn nên tiếp tục theo đuổi cuộc chạy đua vào tòa bạch Ốc 29% người dân Hoa Kỳ bao gồm 43% người của Đảng Cộng hòa tin rằng có thể ông Trump có một điều nào đó chưa phù hợp với đạo đức, tuy nhiên không phải là bất hợp pháp. 22% nói rằng ông Trump không làm sai gì cả, bao gồm 44% của Đảng Cộng hòa. 66% Người của đảng Cộng Hòa và à, những người mà gọi là independent tức là độc lập cho biết ông Trump là một trong những uh, nhân tuyển tốt nhất dẫn đầu đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. 31% thì cho rằng ông Trump có quá nhiều những phiền phức. Trong khi đó thì ông Trump đang uh, đối diện với lại uh, ông Ron DeSantis thì ông Trump lại dẫn trước 67% trong khi đó Ron DeSantis chỉ được có 29% à đó là một trong những cuộc thăm dò và cuộc thăm dò này với cái mức sai biệt là cộng trừ 3.7% đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Rick Scott đã lên tiếng thúc giục chính quyền của Joe Biden và tòa bà đốc là chấm dứt tất cả những cuộc nghiên cứu chung với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Rick Scott của tiểu bang Florida đã gửi một lá thư cho Bộ ngoại giao trong ngày thứ năm thúc giục chính quyền Joe Biden là bác bỏ việc tái à, hợp tác và nghiên cứu lại với Trung Quốc vốn đã xảy ra từ năm 1979. Trong lá thư dày ba trang gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken, ông nói rằng Trung Quốc đã chọn trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Và trong đó, ông Scott mạnh mẽ thúc giục chính quyền của ông Jordan và ông Blinken là nên chấm dứt tất cả những cái hợp tác về khoa học, kỹ thuật, cái thỏa thuận này gọi là gọi tắt là STA với Trung Quốc và STA này sẽ có hết hạn vào ngày 27 tây tháng 8 và nó sẽ được tái xét lại mỗi 5 năm một lần và nó đã liên tục được tái xét trong 44 năm qua. Tôi viết lá thư ngày hôm nay thúc giục quý vị là nên hủy bỏ cái việc tái ký lại cái thỏa thuận này và trong đó để bảo vệ cho nền chính trị của Hoa Kỳ, bảo vệ cho nhân quyền và chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ không có một cái thỏa thuận quốc tế nào để gây tổn thương cho nền tăng trưởng kinh tế của chúng ta và thỏa hiệp với uh, về của Hoa Kỳ và phá hủy cái giá trị của chúng ta. Ông Scott đã viết cho ông Blinken. Trong khi đó thì uh, người ký cái thỏa ước này chính là ông uh, Tổng thống Jimmy Carter và thời điểm đó là Đặng Tiểu Bình vốn là chủ tịch của cái hội uh, uh, cái hội đồng uh, uh, quân quỹ trung ương của Trung Quốc và là họ đã ký lần đầu tiên cái FTA này và kể từ đó thì cứ 5 năm một lần họ lại tái ký và giờ đây thì ông Rich Scott đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính quyền Joe Biden là chấm dứt không tái ký lại trong việc hợp tác nghiên cứu về khoa học và y khoa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. Công ty về địa ốc nổi tiếng và lớn nhất thế giới của Trung Quốc là Evergrande đã chính thức đệ đơn khai phá sản tại New York. Bản tin mới nhất cho biết thì một trong những công ty phát triển địa ốc lớn nhất thế giới là Evergrande đã chính thức khai phá sản tại New York ngày 17 tây tháng 8, Ở trong đó cho thấy rằng Trung Quốc đang gặp cơn khủng hoảng về vấn đề địa sản. Việc điền vào cái đơn khai phá sản Chapter 15 Trong đó gần như là để nhằm giúp cho các công ty của Hoa Kỳ Tránh bị nợ đòi từ các tín dụng Và trong đó để cho họ có thể tái cấu trúc lại công ty Và việc này diễn ra giữa lúc mà đang có khoảng 3.2 tỷ Mỹ Kim cần để tái cấu trúc lại toàn bộ hoạt động của công ty này. Và Evergrande được xem là có trụ sở đặt tại thành phố Thiên Tân. Và hiện nay, họ đang yêu cầu sự giúp đỡ của phía tòa án cho phép họ được bảo vệ trước các món nợ mà họ không thể trả được. Đây được xem là một trong hai công ty xây dựng nhà cửa lớn nhất của Trung Quốc và bán nhà lớn nhất của Trung Quốc và Evergrande đã đi tới tình trạng vỡ nợ năm 2021 với món nợ lên tới 300 tỷ mỹ kim và công ty này à, gần như là chiếm 40% cái lượng nhà bán ở tại Trung Quốc. Kể từ khi mà bị vỡ nợ thì gần như là họ đã không có thể giải quyết được tất cả các món nợ. Và bây giờ thì gần như là họ đang thiếu rất là nhiều những cái tiền mà không thể trả được. Nay họ chính thức được yêu cầu bảo vệ trước các chủ nợ để họ có thể tái cấu trúc lại công ty. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Trung Quốc Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!